sinh sống. Tôi thích được chơi cả ngày dài, làm tôi vui và cảm thấy mạnh hơn. Vô lo tôi đây chẳng làm gì, mình chơi mà thôi tại sao phải làm. Lo cơ tơ nhây lo cơ nhây, nhảy đến công viên với nhiều niềm vui. Lo cơ tơ nhây lo cơ nhây, nhảy vui ghê dưới ánh mặt trời. Nhìn tối nay tôi đang nhảy múa. Những chú kiến hàng xóm của anh ấy đã làm công việc của họ trước tiên. Châu chấu tự hỏi tại sao những chú kiến làm việc chăm chỉ cả ngày. Chúng tôi thích chơi nhưng phải làm trước tiên. Làm việc thôi nếu hoàng sẽ không phiền lòng. Công việc suốt cả ngày dài, làm xong thì ta sẽ đi chơi. Lo cơ tay nhây lo cơ nhây, nhảy đến cánh đồng kia mình lấy thức ăn. Lo cơ tơ nhây lo cơ nhây, thật tuyệt ghê, mình hát với ca. Những chú kiến lo lắng và hét lên với châu chấu. Những chú kiến chạy ra khỏi nhà khi dỗ bắt đầu hú. Châu chấu chung chung chọn cách sai, việc chưa xong đã đi chơi. Thức ăn không được dự trữ hàng ngày, rồi mai sau bạn phải trả giá thôi. Lạnh qua đi, thời tiết đã chuyển mùa, trời không như không giống hôm qua. Vầng dương âm đâu mất rồi kìa, có thể ngày mai đây chúng quay về. Lo cơ tơ nhây lo cơ nhây, tôi nhảy xuống ao mà thấy vui quá đi. Lo cơ tơ nhây lo cơ nhây, mình tôi đây nhìn không thấy ai đâu. Này mọi người đâu cả rồi? Châu chấu đói và rất lạnh trong thời tiết mùa đông ảm đạm. Lạnh qua đi, lạnh qua đi thôi, hôm qua nay chẳng ăn thứ gì. Tiếng gió kia rung rẩy tâm thần, giúp tôi đi, xin giúp tôi đi. Này bạn có thể giúp một người anh em được không? Những chú kiến nghe thấy tiếng gõ và chúng chạy ra cửa. Họ để con châu chấu làm cống vào bên trong. Và châu chấu cảm ơn những chú kiến vì lòng tốt ngọt ngào của chúng. Tôi học được bài học của mình rồi, làm việc xong mới đi chơi. Công việc chớ có chờ hoài, làm xong rồi chơi nhớ bạn ơi. Lo cơ tơ nhây lo cơ nhây, nhảy vào làm việc công việc trước tiên. Lo cơ tơ nhây lo cơ nhây, vui thật vui, ôi thật là vui. Lo cơ tơ nhây lo cơ nhây, nhảy vào làm việc công việc trước tiên. Lo cơ tơ nhây lo cơ nhây, vui thật vui, ôi thật rất vui. Nhìn này, một con nhện đáng sợ. À, đâu? Này, đừng nói dối nữa má. Con chưa bao giờ nghe câu chuyện về cậu bé nói dối à? Dạ chưa, kể con nghe đi. Cậu bé chẳng thường luôn nói dối. Cậu bé, cậu thường hay nói dối. Có chú bé kia, cậu bé chẳng cường. Chú xem chúng đi và chúng ngủ khò. Quá chán thế là anh có mù đồ. Hỏi tìm gì thôi, gì đó để làm. Để tất cả mọi người lại đây mau. Có con sói to trong thị trấn. Cậu bé, cậu thường hay nói dối. Chẳng thấy sói đâu, cậu bé dối lừa. Và người dân đã tin đã chạy đi ra ngoài. Tôi đến đây con sói đâu rồi? Cứu cậu bé đi, cứu lấy bầy cứu. Cậu cười to đến chảy nước mắt. Ha ha ha, tôi nói dối lại tin. Cậu bé, cậu thường hay nói dối. Hôm sau ngày cậu bé đi chăn cừu. Ôi thật là chán ghê, những con cừu chẳng nói chi. Con quá chán rồi nên
làm cho cả làng hét lên. Để tất cả mọi người lại đây mau, có con sói to trong thị trấn. Cậu bé, cậu bé, cậu thường hay nói dối. Thêm một lần chẳng thấy sói nó ở đâu, nhưng người dân là ở nơi đó một phen lo sợ. Chúng tôi đến đây con sói đâu rồi? Cứu cậu bé đi, cứu lấy bầy cừu. Cậu cười to đến chảy nước mắt. Ha ha ha, bạn lại tin tôi nói dối rồi. Cậu bé, cậu bé, cậu thường hay nói dối. Đến một ngày khi cậu bé ngủ say, một con sói thật to chạy sau bầy cừu. Khi đứng dậy ngạc nhiên khi thấy một con sói thật to ở trước mặt anh ta. Cậu bé chẳng cười, cậu bé này luôn khóc luôn lừa, lừa dối chúng ta với lời nói dối. Không ai giúp cậu ta, không quan tâm. Có một con sói thật đó tôi thề. Cậu bé, cậu bé, cậu thường hay nói dối. Với bài hát này đây, chúng ta học dối lừa mọi người, chúng ta sai lầm. Chẳng ai tin lời con nói nữa đâu. Đến khi muốn ai giúp chẳng ai giúp mình. Mình thực sự xin lỗi đã lừa các bạn. Mình chẳng bao giờ nói dối nữa. Cậu bé, cậu bé, cậu bé chẳng cứu cậu ta nói dối. Cậu bé, cậu thường hay nói dối. Ờ các bạn, lần này thực sự có một con nhện. Làm tốt lắm vì đã nói thật mà. Yeah, sẽ không còn cậu bé nói dối nữa đâu. Wow, thật là một con sư tử to lớn. Và nhìn vào con chuột nhỏ xíu đó, tôi tự hỏi họ có phải là bạn không. Sẽ kể cho hai em bé nghe câu chuyện về sư tử và chuột nhé. Yeah! Chuột đó với sư tử này, chuột đó với sư tử này, chuột đó với sư tử đó. Yeah! Chuột đó với sư tử này. Một ngày chuột đi đến đây, đi xuống khu rừng. Cô ấy không gặp, gặp sư tử đây. Cô đang làm gì vậy, hàng xóm của tôi? Sư tử liền băng, bắt lấy con chuột, nhấc vào cô ấy. Thưa ngài, để tôi đi. Thả cô đi, tại sao nào? Nếu ngài để tôi đi, thưa ngài, tôi đây. Ngươi là một con chuột nhỏ ngớ ngẩn. Được rồi, ta thả ngươi đi. Wow, bạn thật là dũng cảm. Yeah. Một ngày kia, sư tử chúng ta chạy nhanh, ô nhanh qua, rồi dầm lên một tấm lưới cũ kia và lọt vào, vào bẫy đó. Giúp tôi nào, ai đó giúp tôi đi nào. Chuột đó với sư tử này, chuột đó với sư tử này. Sư tử gầm, chuột nghe tiếng kêu và biết cô phải làm gì. Đôi bạn của mình để giúp con sư tử kia cắn dây thừng và bắt đầu nhai. Nhâm 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 nh
của tôi. Chẳng có chi chúng ta bạn bè là bạn của nhau, thật là tuyệt phải không? Chuột đó với sư tử này, chuột đó với sư tử này, chuột đó với sư tử đó. Và họ đã là những người bạn tốt nhất kể từ ngày đó. Yeah. Carol, có chuyện gì vậy? Có khóc, bơm bớt đi giúp bạn vượt qua. Khi bạn có một vết thương, chúng ta luôn bên bạn mà. Khi bạn có một vết thương, chẳng có sao. Khi bạn có một vết thương, chúng ta chăm sóc bạn mà. Chúng ta sẽ luôn bên bạn. Khi bạn có một vết thương, chúng tớ chăm sóc bạn mà.